Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay, tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai Grand i10. Nhập khẩu nguyên chiếc, quý vị và các bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản hatchback màu bạc. Chiếc xe được sản xuất năm 2016 và đã lăn bánh được hơn 7 vạn km rồi các bạn nhé. Đấy, màu bạc này, phiên bản hatchback. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua. Thì bây giờ thì đang cho anh em dọn dẹp đi rồi các bạn này. Đang dọn rồi, cũng chưa dọn xong đâu. Nhưng mà tôi cứ quay lên đây cho quý vị các bạn cùng xem đã các bạn nhé. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Một chiếc xe nhập khẩu các bạn cũng đã biết rồi đấy. Đời 2016 thì là còn nhập khẩu, chứ những đời cao hơn thì lại toàn là lắp ráp trong nước thôi các bạn nhé. Màu bạc đây này, và cái nền sơn còn rất đẹp luôn các bạn nhé. Phiên bản này là cái phiên bản số sàn các bạn nhé. Màu bạc rất là mới và rất là đẹp luôn các bạn ạ. Một chiếc xe Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2016 và lăn bánh được hơn 7 vạn km rồi. Chiếc xe này là nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất tại Ấn Độ các bạn nhé. Nhập khẩu về Việt Nam bởi Hyundai Việt Nam đây các bạn này. Rất là đẹp, nhìn về phần đầu này, toàn bộ từ đèn này đều rất là đẹp luôn các bạn ạ. Toàn bộ từ đèn pha ca lăng các thứ này, gương này, cánh cửa này, sườn bên lái này đều rất mới, rất là đẹp các bạn ạ. Và bây giờ thì tôi sẽ mở cái cánh cửa ra cho các bạn xem về cái phần nội thất của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, đây là cái táp bi cánh cửa bên lái. Đấy, keo chỉ còn nguyên zin các bạn ạ. Táp bi cũng rất là đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ nội thất thì chiếc xe này cũng đã được lên bộ ghế da rồi. Vô lăng đây, vô lăng, cần số, táp lô, táp bi đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe 2016, tính ra là 7 năm sử dụng rồi mà chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 7 vạn km thôi. Mỗi năm hơn 1 vạn km, cho nên là chiếc xe rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Hyundai Grand i10 nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất năm 2016 này, thì chúng tôi đang bán với giá là 195 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, chỉ 195 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe 5 chỗ ngồi đi các bạn nhé. Đấy, hơn giá của một chiếc xe Honda SH một chút thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe ô tô để chạy rồi các bạn ạ. 5 chỗ ngồi các bạn nhé, đi thì mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, rất là ok các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2016 nhập khẩu nguyên chiếc này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318, 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, bây giờ thì tôi cũng cho quý vị và các bạn xem toàn bộ về ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe để cho quý vị và các bạn thấy một chiếc xe chạy hơn 7 năm km và với hơn 7 vạn km thì nó còn mới, còn đẹp như thế nào quý vị và các bạn nhé. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. We'll be right back.
Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2016, nhập khẩu nguyên chiếc quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 195 triệu đồng, thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2016 nhập khẩu này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318, 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên được kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.